công mã vàng nha anh em. Hôm nay ngày 27 nè, 7 tháng 2 nè. À, lọt hai nữa được 4 con rồi. Còn một trứng đang ngầm trong máy chuẩn bị nở nha. Để mỏ rồi. Đó, dạng ghê không? Cực cực ngon. Con này một tháng hơn tháng rồi nè. Lọt trước nè, lọt trước được 4 con nè. Nhìn đẹp không? Mấy em này cưng ghê luôn á.